Huấn luyện viên Philippines tuyên bố thách thức đội tuyển Việt Nam, Thái Lan. Huấn luyện viên đội tuyển Philippines cho rằng đội nhà đã lên một tầm cao mới và sẵn sàng thách thức những đội bóng hàng đầu khu vực cũng như châu lục. Sau khi trải qua vòng chung kết Asian Cup 2019 đầy thất vọng với 3 trận toàn thua, vị chiến lược gia nổi tiếng Sven Goran Eriksson đã bị Liên đoàn bóng đá Philippines chính thức sa thải và huấn luyện viên Scott Cooper được chọn là người thay thế. Bước đầu sự thay đổi này phần nào đã phát huy tác dụng khi Philippines đang thi đấu tương đối tốt tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ đã giành được 7 điểm sau 5 trận đấu ở bảng A và đang cạnh tranh vị trí thứ hai với tuyển Trung Quốc. Tiếp bước những huấn luyện viên đi trước, nhà cầm quân người Anh vẫn sử dụng chính sách nhập tịch, đồng thời phát hiện thêm các tài năng mới do bóng đá Philippines sản sinh ra. Chính vì điều đó, huấn luyện viên Scott Cooper hết sức tự tin về dàn cầu thủ mình đang có lúc này. Phát biểu trên tờ Inquirer, ông cho biết tương lai của đội tuyển Philippines rất sáng hơn lúc nào hết. Philippines ngày càng chơi thiên về lối đá tấn công và có vẻ như chúng tôi có thể đương đầu với bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Thực tế, trước khi chiến lược gia người Anh này về cầm quân, Philippines từng thua Việt Nam cả 6 lần đụng độ trước đó. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên sinh năm 1970 vẫn lớn tiếng thách thức các đội tuyển trong khu vực. Tôi rất lạc quan và đang chuẩn bị những kế hoạch cụ thể để hướng đến những giải đấu trong tương lai. Giờ đây, các cầu thủ Philippines có một niềm tin họ có thể chơi tốt trước những đội bóng có đẳng cấp và từ hạng cao hơn. Chúng tôi tin Philippines sẽ trở thành một trong những đội bóng hay nhất châu Á, ông Scott Cooper khẳng định.